Cát Phượng lần đầu thể hiện tình yêu với Kiều Minh Tuấn. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên hài dành lời chúc mừng sinh nhật ngọt ngào tới bạn trai kém tuổi, kèm hình ảnh khóa môi của hai người. Thông tin Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn là một cặp đã được râm ran trong giới cách đây 2 năm. Cả hai luôn đồng hành cùng nhau ở sân khấu kịch, ngay cả khi đi xem phim, cặp đôi cũng nắm tay tình tứ. Tuy nhiên, họ thường từ chối mọi khi được đề cập đến chuyện riêng tư. Sáng sớm ngày 26 tháng 2, trên trang cá nhân, Cát Phượng bất ngờ đăng hình ảnh ngọt ngào của cả hai với Cuber, con trai riêng của cô, từ 2 năm trước, kèm theo đó là những lời chúc mừng sinh nhật thể hiện sự gắn bó giữa ba người. Hình Cuber chụp với chú Tuấn là năm 2015, lúc chú Tuấn đang mơ ngủ, Cuber ập vào phòng của chú Tuấn, Cuber trong cái bộ dạng sexy luôn, Cát Phượng hài hước viết. Danh hài Hoài Linh đã bình luận trong ta Tết với lời nhắn nhủ: Happy birthday em trai, chúc em sức khỏe thành công và luôn hạnh phúc. Hãy mang lại hạnh phúc cho người gần em nhất giùm anh, vì anh đã xem em như một phần máu thịt của anh. Dù không nói tên Cát Phượng, nhưng ai cũng biết người được Hoài Linh xem như một phần máu thịt chính là nữ diễn viên hài Cát Phượng. Cát Phượng và Hoài Linh đi diễn chung nhiều năm qua, chị là người đứng ra tổ chức nhiều live show cho danh hài. Ngoài ra, còn rất nhiều bạn bè fan chúc mừng sinh nhật Kiều Minh Tuấn và hạnh phúc của cặp đôi. Một fan ruột của Cát Phượng viết: con chúc chú sinh nhật vui và mãi mãi hạnh phúc bên mẹ Cát và cu bơm nhé. Một fan khác lại nhắn nhủ: con chúc chú Kiều Minh Tuấn sinh nhật vui vẻ, trẻ khỏe, hạnh phúc, luôn bên cạnh bảo vệ thương yêu cô đậu Cát Phượng của con. Không được làm cô buồn, không được bắt nạt cô nha chú. Trước khi đến với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng đã kết hôn và có con chung với Thái Hòa. Sau khi chia tay, chị nuôi con trai. Được biết, Cát Phượng hơn Kiều Minh Tuấn 8 tuổi. Diễn viên Bùi Đời Chợ Lớn cho biết, anh không đặt nặng chuyện yêu người hơn tuổi. Tôi không quan trọng chuyện tuổi tác, mà quan trọng hợp hay không. Tuổi đẹp mà không hợp tính cách thì vẫn chia tay như thường. Có những người chồng ít tuổi hơn vợ, nhưng vẫn sống hạnh phúc viên mãn đó thôi. Trong tình yêu, không có gì gọi là tiêu chuẩn, càng không có công thức chung giữa mọi người, anh từng chia sẻ. Cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấn đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.